Ngày 22 tháng 7, một em bé 4 tuổi sống tại phường Thạch Bàn, quận Long Biên, thành phố Hà Nội bị mất tích bí ẩn khi đang chơi ở gần nhà, khiến người dân vô cùng hoang mang lo lắng. Trong khi những nỗ lực tìm kiếm cháu bé chưa mang lại kết quả thì mẹ cháu bé nhận được tin nhắn từ một người tự nhận là kẻ bắt cóc và đòi người mẹ cho quan hệ tình dục thì mới thả con. Sau đó, người đàn ông này tiếp tục nhắn tin với những lời lẽ tục tĩu. Nhận được thông tin, công an quận Long Biên đã vào cuộc và phát hiện chủ nhân của những tin nhắn trên là Nguyễn Quang Điệp, hiện đang là nhân viên thanh tra Sở Giao thông và Vận tải tỉnh Hà Nam. Tại cơ quan điều tra, bước đầu điệp khai nhận sau khi đọc được thông tin về sự mất tích của cháu bé 4 tuổi, điệp này ý định trêu chọc chứ không bắt cóc và cũng không biết thông tin gì của cháu bé. Theo trình báo của người mẹ, khoảng 9 giờ 30 phút đến 10 giờ ngày 22 tháng 7, con gái 4 tuổi của chị trong khi ra ngõ chơi đã đột nhiên biến mất gia đình chị cũng đưa thông tin lên mạng xã hội để nhờ người tìm giúp nhưng hai ngày nay chưa có thông tin gì cơ quan chức năng tiếp tục truy tìm tung tích của bé gái